Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực ứng phó sự cố chất thải. Hội thảo ASEAN về khử carbon trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Lễ ký kết chương trình làm sạch biển giai đoạn 2021-2026. Đồng Nai, 13 cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải. Hàm Yên, Tuyên Quang, ô nhiễm môi trường từ việc khai thác, vận chuyển khoáng sản. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định ban hành kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030. Kế hoạch này nhằm bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất trong quản lý nhà nước về ứng phó khắc phục sự cố chất thải, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, ứng phó, khắc phục hậu quả kịp thời khi xảy ra sự cố chất thải. Các biện pháp phòng ngừa sự cố chất thải được nêu ra trong kế hoạch gồm kiện toàn tổ chức chỉ đạo, chỉ huy đi đôi với kiện toàn lực lượng chuyên trách, lực lượng kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ quản lý, phòng ngừa ứng phó khắc phục sự cố chất thải. Ra soát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các khu công nghiệp, chế xuất, nhà máy, làng nghề vi phạm quy định về quản lý xử lý chất thải. Đầu tư mua sắm trang thiết bị vật tư để nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó cho các lực lượng từ trung ương đến địa phương. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố chất thải sát với thực tế vùng miền địa phương. Tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm tổ chức diễn tập nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành và cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa chất thải. Về biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, theo kế hoạch, sẽ tổ chức quan sát, giám sát, tiếp nhận thông tin và cảnh báo, thông báo, báo động kịp thời khi xảy ra sự cố chất thải trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các cấp, các ngành và cộng đồng. Ban thư ký ASEAN phối hợp với dự án hợp tác ASEAN-Đức về thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững trong ASEAN đã tổ chức hội thảo khu vực về nghiên cứu khử carbon trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Hội thảo nhấn mạnh sự cần thiết nâng cao khả năng phục hồi nông nghiệp bằng cách giảm thiểu các hoạt động không bền vững, thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn và bền vững với các giải pháp dựa vào thiên nhiên, các phương pháp tiếp cận canh tác dựa vào hệ sinh thái và thực hành nông nghiệp thông minh. Hội thảo đã đưa ra một số khuyến nghị ban đầu, bao gồm giảm các trang trại sử dụng nhiều hóa chất, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên như đất, nước và phân bón, và thúc đẩy các kỹ thuật quản lý đất bền vững, ví dụ như nông, lâm kết hợp. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 2, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao đã diễn ra buổi họp báo lễ ký kết hợp tác đầu tư chương trình làm sạch biển và công bố bộ nhận diện thương hiệu Nuxi 2023 giữa tạp chí Tòa án Nhân dân và thương hiệu Nuxi. Chương trình làm sạch biển hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức và hành động của cộng đồng về vấn đề rác thải, bảo vệ môi trường biển nhằm hạn chế sự biến đổi khí hậu và các thảm họa thiên nhiên. Các hoạt động chính của chương trình làm sạch biển gồm thực hiện dọn sạch rác thải tại bãi biển với sự tham gia của lực lượng đang công tác tại hệ thống tòa án, tài nguyên và môi trường, lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng bộ đội hải quân, bộ đội biên phòng, sau đó giao cho chính quyền địa phương quản lý các bãi biển đã dọn rác thải. Tổ chức lắp đặt trao tặng các thùng rác công cộng tại các bãi biển nhằm khuyến khích khách du lịch bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi. Trao tặng những phần quà tới các gia đình, học sinh nghèo, cán bộ, chiến sĩ hải quân, biên phòng, các gia đình ngư dân vượt qua khó khăn, tích cực ra khơi bám biển. Tổ chức các chương trình nghệ thuật để tiếp tục lan tỏa thông điệp làm sạch biển và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển của cộng đồng dân cư sống trên địa bàn. Cũng trong buổi lễ, Nuxi đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu trong năm 2023. Dự kiến trong tương lai, theo một chu kỳ nhất định, Nuxi sẽ thay đổi bộ nhận diện một lần. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, hiện trên địa bàn tỉnh có 16 cụm công nghiệp có phát sinh nước thải với khối lượng khoảng 900 đến 1.000 mét khối trên ngày đêm. Đây là con số đáng báo động và cần có những chế tài xử lý cụ thể để bảo vệ môi trường. Trong đó chỉ có 3 cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. Nước thải phát sinh từ các cụm công nghiệp đang là vấn đề đáng lo ngại đối với môi trường do không có hệ thống thu gom xử lý. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư các công trình bảo vệ môi trường,
trong đó có hệ thống xử lý nước thải để hạn chế ô nhiễm đất, nước, không khí. Thưa quý vị, tuyến đường dân sinh thuộc xã Hồng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện ra vào để vận chuyển khoáng sản. Các phương tiện tải trọng lớn, chở quá khổ quá tải khiến tuyến đường bị băm nát và xuống cấp nghiêm trọng. Dưới đây là những ghi nhận thực tế của phóng viên Môi trường và Đô thị. Các phương tiện vận chuyển khoáng sản từ mỏ tới nhà máy có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chất ngọn cao, không hề che chắn phủ bạt, làm rơi vãi xuống đường, tạo thành một lớp đất dày trên đường, gây trơn trượt lầy lụa mỗi khi trời mưa. Còn trời nắng thì kéo theo bụi mù mịt. Đáng nói, các xe tải trọng lớn trên 20 tấn chở quặng, quần thảo ngày đêm khiến tuyến đường liên thôn xuất hiện các ổ gà ổ voi như răng bẫy người đi đường. Đã có rất nhiều người dân bị té ngã khi tham gia lưu thông trên tuyến đường liên thôn này. Việc vận chuyển quặng từ điểm mỏ khai thác tại thôn Khánh Hùng được các xe tải trọng lớn chở qua con đường liên thôn về khu nhà máy tuyển rửa quặng ở thôn Thanh Vân, xã Hùng Đức. Điều đáng nói, con đường liên thôn chỉ rộng từ 2 đến 3 mét chỉ để phục vụ đi lại của người dân các thôn Khánh Hùng, Thanh Vân, Khuân Ẻn, Khuân Thắng, Khe Miễu, Khe Châu, 700 của xã Hùng Đức. Bị các xe trọng tải lớn cày xới phá hỏng đường giao thông, bụi mù khiến người dân vô cùng bức xúc. Thực trạng xe quá khổ quá tải hoạt động đã khiến nhiều con đường ở các vùng quê bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ tai nạn giao thông là rất lớn và người gánh chịu không ai khác, đó chính là người dân sinh sống ở nơi đây. Đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra, xử lý tình trạng trên. Các bạn vừa xem bản tin của Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi đầy ý kiến đóng góp và phản ánh, quý vị vui lòng gửi về Tòa soạn, tầng 17 khu văn phòng, tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Quý vị cũng có thể liên hệ qua hotline 0912 345 014, 0961 713 713 hoặc hòm thư email mediamoichuongdothi@gmail.com. Còn bây giờ xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.